Hello mọi người, xin chào mọi người nha. Thì tiếp theo cái những cái chia sẻ của mình thì hôm nay, hôm bữa em có đăng cái clip ngắn về cái món này thì cũng có rất nhiều anh chị bạn bè hỏi là muốn em chia sẻ cách làm thì hôm nay em cũng làm bán á mọi người nên em chia sẻ luôn. Đó thì công thức ở trên màn hình mọi người ghi lại dùm em nha Đầu tiên là trứng gà Em làm nhiều thì em làm số lượng nhiều Còn công thức em ghi một công thức ở trên mọi người Làm nhiều thì mình nhân lên nha Trứng gà sữa đặc nha Mình lấy lòng đỏ trứng gà thôi nha mọi người Mình cho trứng gà sữa đặc rồi mình sẽ cho sữa tươi Sữa tươi ở đây thì mình cho cái công thức theo công thức của em là 150 Thì mọi người cho mọi người chừa lại xíu Để mà mọi người à, ái phô mai á đó thì mình cho sữa tươi vô mình chừa lại xíu sau đó thì mình sẽ cho vô cái máy xay và mình cho phô mai vô mình xay nha mọi người đó thì phô mai công thức phô mai là ba viên phô mai cho một công thức này luôn nha rồi mình sẽ cho phô mai vô cái máy và mình cho xíu sữa tươi trong phần công thức á mình chừa lại xíu để mà mình xay nha đó Tại vì xay phô mai không á, nó không có chạy đâu, máy nó đứng luôn á Cho nên phải cho chút xíu sữa tươi vô để xay nha mọi người Mình xay phô mai xong rồi á, thì mọi người sẽ cho vô cái thao lại nha Món này rất là ngon luôn á Món này em cũng đã có clip chia sẻ rồi Nhưng mà lâu rồi chắc mọi người không có kéo xuống coi Nhưng mà bây giờ thì em chia sẻ lại Đây là cái phần mà... À, món này để làm topping trà sữa nha mọi người thì công thức nó cũng sẽ khác một chút xíu đó thì mình cho phô mai vô rồi mình sẽ cho kem whipping cream vô luôn nha mọi người đó mình sẽ cho kem béo whip kem whip kem tươi whipping cream nếu mà muốn giảm giá có thì mình có thể dùng kem béo cũng được nha và mình sẽ cho cái vani trong công thức là một ống vani nha mọi người nha rồi mình sẽ cho vani vô rồi mình cũng đọc quậy đều cái hỗn hợp sữa này đó, mình sẽ quậy đều hết luôn cho nó tan, cho nó tan đều hết luôn. Và sau đó thì mình sẽ lọc qua rây nha. Mình sẽ lọc qua rây cho cái phần bánh cho cái phần lăn trứng này á nó sẽ được mịn. Đó. Sau khi lọc qua rây rồi á thì bây giờ mình sẽ để sang một bên và mình sẽ đi nấu cái phần rau câu. Thì trong công thức ở đây là mình sử dụng 100 g à, 150 đến 1 100 đến 150 g đường Tiếng mình thích ăn ngọt thì mình cho đường nhiều chút nha là 100 đến 150 g đường cho một gói rau câu sóc vàng và một lít nước nha mọi người đó mình sẽ trộn cái phần rau câu với đường vô nếu mà giảm ngọt thì mình mình không thích ăn ngọt thì mình giảm cái lượng đường lại nha công thức là 150 g đường nha rồi sau đó thì mình sẽ đi nấu nồi nước sôi khi mà nước sôi lên rồi á nước này là một lít nước nha mọi người một công thức làm cho một lít nước 150g đường một gói rau câu sắp vàng nha và mình sẽ khi nước sôi thì mình sẽ cho cái phần rau câu đã trộn đường vô rồi đó mình sẽ cho vô luôn để mình quậy mình cho từ 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 để mình quậy nha không nó bị vón cục á rồi mình quậy đều cho tan cái phần rau câu và mình sẽ À, chờ cho nó sôi lại và mình sẽ để trong vòng 5 phút nha. Đó mình rau câu này để 5 phút thôi, không cần để lâu đâu. Đó mọi người cứ để lửa cho nó sôi lên, cho nó sôi bùng lên lại, sau đó thì mình hạ lửa vừa vừa cho nó sôi trong vòng 5 phút nha. Sau khi mà cái rau câu của mình nó chín rồi đó, nó sôi và mình để lại sôi 5 phút rồi đó thì mình sẽ tiếp tục mình đi làm cái cà phê Thì mà ở đây mình sử dụng là cà phê phin hay cà phê đen, trong công thức thì sẽ là sử dụng 150ml nước cà phê nha Và cái phần rau câu sau khi mà mình nấu xong rồi đó thì mình sẽ lấy ra 400ml nha mọi người đó theo công thức là rau câu sau khi mà nấu xong rồi á thì mình sẽ lấy ra 400 ml nước rau câu trong mình sẽ cho vô cái phần mà lăn phần trứng trứng sữa lúc nãy mà mình quậy lúc đầu á đó thì mình sẽ lấy cái phần rau câu mình đang nấu á mình sẽ lấy ra 400 ml mình sẽ quậy với cái phần trứng sữa mà mình đã làm đó Người ta gọi cái đó là phần lăn á mọi người Phần nhân, phần nhân của cái phần rau câu blanchi chi nha đó thì em làm số lượng nhiều cho nên là em sẽ lấy nhiều nhưng mà mọi người cứ theo công thức em ghim lên màn hình đó, thì mọi người làm nha còn trong clip là cái cách thức làm nha mọi người nha chứ đừng có thấy em nấu nhiều quá nội hộ sao có lít mà nhiều quá không em nấu nhiều công thức vô nha rồi mình sẽ cho phần rau câu còn lại thì mình sẽ cho cái cà phê vô nha Thì sẽ là 150ml nước cà phê đen nha mọi người nha Nếu mà mình làm màu xăm dứa thì mình lấy màu xăm dứa nha Tùy mọi người Mình muốn làm màu nào cũng được hết luôn á Ở đây là em chia sẻ cách làm bằng cà phê đen nha rồi nếu mà mọi người có hai cái bếp thì mình sẽ để song song hai cái bếp như thế này à phần rau câu lúc nào cũng phải nóng nha mọi người còn em thì em sẽ để cái phần à, rau câu cà phê em để lên cái bếp gia đình của em á rồi hát thì còn cái phần mà à, Lăng mà đã cho rau nước rau câu trong vô rồi á, thì mình sẽ bắt lên bếp mình bắt lên bếp thì mình sẽ nấu mình để lửa vừa thôi nha không có để lửa lớn mà mình sẽ quậy đều mình quậy khi nào mà mình thấy á, cái phần à, lăng của mình á Mình cảm nhận được cái phần lăng của mình đã nó đã chín đó mọi người Thì mình không nấu sôi bùng nha sôi bùng thì cái phần trứng nó sẽ bị bông trứng nó không có ngon Cho nên là mọi người cứ quậy đều lửa vừa trung bình thôi Và mình thấy lửa nó bốc khối lên rất là nhiều luôn là được nha Và sau đó thì mình sẽ lấy một cái nồi nước mình sẽ dạng cách thủy á mọi người cách thủy cái phần lăng nha mọi người phải cách thủy nha chứ để lên bếp á mình để lên bếp á nó sẽ cháy á rồi mình bây giờ là cái khâu đổ nè đổ này thì coi là đổ theo tâm linh nha mọi người khéo thì mọi người sẽ đổ đẹp hơn em nhưng mà em thì không có khéo về đổ lớp đâu nó mất thời gian của em rất là nhiều nên em không có khéo về đổ lớp nên em sẽ đổ là sơn thủy nha mọi người thì sơn thủy thì cứ một lớp à, viền một lớp mà cứ mình đổ à, hà song song như vậy đó mọi người mình cứ đổ như vậy rồi mình sẽ đổ từng lớp mà cứ một lớp cà phê thì sẽ là một lớp lăn lên mình cứ đổ theo cái cái, cái kỹ năng của mình nha còn em thì em đổ cứ đổ đại thôi còn cái mà đổ mà đổ rau câu sơn thủy thì em đã có kỹ thuật đổ rau câu sơn thủy cho một cái clip mà, mà trước đây em đã chia sẻ rồi nha mọi người nha đó còn đổ về sơn thủy theo cái bánh lăng chi này thì nó cũng dễ mình cứ một lớp cà phê thì sẽ là một lớp lăng một lớp cà phê một lớp lăng đó mọi người cứ đổ theo em như vậy thì nó sẽ ra cái hình giống như em đổ nha đó còn cái phần đổ lớp thì mình phải chờ cho một cái lớp đầu tiên ví dụ như em đang đổ lớp đầu tiên là lớp cà phê thì em phải chờ cái lớp cà phê nó đông lại sau đó thì mình mới đổ tiếp cái phần lăn lên nha mọi người đổ lớp này thì phải cần thời gian mình ngồi mình chờ cho nó đông do là em đổ một lần hai loại á cho nên là em em đổ mà để demo cho mọi người thôi. Còn mọi người sẽ đổ đẹp hơn em khi mà mình muốn làm để mình kinh doanh nha. Đó mình muốn đổ lớp đẹp thì mình phải có thời gian và mình ngồi mình đổ từng lớp. Mình đợi lớp đầu nó đông rồi á thì mình mới đổ lớp thứ hai. Và cái mẹo để mà nó không tách lớp á thì khi mà giống như khi mọi người đổ cái lớp rau câu cà phê nó đã đông lại rồi á thì nếu nó đỡ nó đông nhiều á thì mọi người phải cái lớp mà lăn á là nó phải nóng nha nó phải nóng thì cái lớp mà rau câu nó không có bị tách lớp hoặc là mọi người dùng cái xiên á mình xiên xiên sơ sơ cái phần lớp ở dưới thì nó sẽ không bao giờ tách lớp nha đó là cái cách mà mình đổ đổ lớp không bị tách lớp còn đổ sơn thủy thì cứ đổ theo cái kỹ năng của mình thôi nha nó cứ lớp này xen kẽ lớp kia như vậy còn muốn đổ theo kỹ thuật thì em đã có một cái clip rồi mọi người kéo xuống nha em nấu nhiều thạch quá mọi người nấu rất là nhiều thạch luôn cho nên là em phải đổ kiểu sơn thủy như thế này thôi chứ không thể ngồi chờ nó đâm từng lớp từng lớp lại rồi đổ tiếp từng lớp khác cho nên là nếu mọi người có thời gian và muốn học đổ cách lớp thì theo kỹ thuật giống như em nói nha cứ lớp thứ hai nó phải sôi thì không bao giờ cái rau câu của mình nó bị tách lớp được đó đó là cái cách đổ và đây là cái thạch mà em dùng để làm cái lớp tấp binh nha mọi người tấp binh cho trà sữa của em á nên là có nhiều chị hỏi nên là em cũng làm chia sẻ luôn rồi mấy chị cùng làm với em nha, chắc chắn là mọi người sẽ khéo hơn em khi đổ lớp rồi. Đó và đây là thành phẩm nè, rất là ngon luôn nha mọi người nha. Nó thơm vừa có phô mai mà vừa có kem béo nữa, à, kem whipping cream nữa, nó rất rất ngon luôn. Đó thì cái cốt nó hơi cao nha, mấy bạn bán giá bình dân thì mình cũng cân nhắc nha. Đó, mọi người thấy em đổ lớp không? nó không được đẹp lắm ha tại vì gấp quá đó không có thời gian để mà ngồi chờ nó đông nếu mà ngồi chờ nó đông thì nó sẽ đẹp hơn á tại vì không có thời gian thôi rồi cảm ơn mọi người nha nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nha